cho quý vị đang cùng đến với chương trình Về nhà đi ăn, được phát sóng vào lúc 21:15 tối thứ sáu hàng tuần trên kênh HTV9 do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty truyền thông Bi thực hiện. Quý vị thân mến, về luật giao thông thì tất cả chúng ta ai cũng phải cần được biết, và đặc biệt hơn hết là dành cho những người đang lưu thông ở trên đường với những phương tiện hoàn toàn khác nhau. Để làm gì ạ? Để bảo vệ cho chính bản thân mình và tất cả mọi người xung quanh nữa. Và hy vọng rằng là chương trình này sẽ có 3 vòng thi đấu cực kỳ thú vị, sẽ mang lại những điều hấp dẫn cho những người chơi của chúng tôi, là những vị khách mời rất là đặc biệt đến từ chương trình này. Và bên cạnh đó còn có sự kết hợp của những người chơi bình thường, họ đến đây để kết hợp với nhau thành hai đội thi đối kháng. Hy vọng rằng ngày hôm nay sẽ có một chương trình thật là bùng nổ. Và trước khi đến với 3 vòng thi, hãy cùng với chúng tôi gặp gỡ đội đầu tiên. Xin mời diễn viên Kali cùng với người bạn của mình ngày hôm nay. Hôm nay đi xe gì ngộ dữ ta? Không biết lái kiểu gì á. Kali xin chào tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Về nhà đi anh. Và đây là thành viên đội của Kali. Giới thiệu đi cưng. Dạ, gì? Xin được giới thiệu, tên là Trần Thanh Tú. Hiện em đang là nhân viên văn phòng ạ. Tú năm nay bao nhiêu tuổi rồi em? Dạ em năm nay là sinh năm 90 anh. 90? Dạ. Ok, cũng đi làm rồi ha. Dạ. Được nhiêu năm rồi? Dạ chắc cũng được 6-7 năm rồi. Bây giờ mình hỏi về mấy cái bằng lái nè. Ok, dạ. Em có được mấy cái bằng rồi? Để em coi coi, bằng thì em nhiều lắm mà bằng lái thì em có 1 cái thôi. Có 1 cái, dạ. Lái xe máy em hả? Dạ đúng rồi anh. Là bằng A1 đúng không? Dạ. Có dự định là thi thêm những cái bằng lái khác không? Dạ có anh, chắc là tham gia chương trình này xong là em sẽ học cái bằng lái khác nữa đó anh. Tại gì? Em biết làm sao không? Vòng 3 của chương trình là mình phải lái xe ô tô. Ồ vậy hả? Đó, mình đi tới những cái cột mốc tiền thưởng khác nhau và cao nhất hình như là 50 triệu lận đó chị Kali. 50 triệu? 50 triệu mà bây giờ không có bằng lái xe ô tô thì làm sao lái được? Chị có. Chị có chưa? Có rồi. Có chấp hành luật giao thông không? Trời ơi, phải nói cứ đi tới đâu là hả chị phải xuống chị năn nỉ mới. Năn nỉ mới. Hành cảnh sát giao thông tới đó. Sao vậy? Sao phải năn nỉ dữ vậy? Nhiều khi á lâu lâu cái mình đi sai lên á. Yeah. Hoặc là lâu lâu cái mình bị lỡ mình quẹo lộn được. Ừ. Đó thôi chị nói mà chị còn lộn muốn chị lái xe. Bị liếu. Thôi thì như vậy, hôm nay với chương trình này thì chúng ta sẽ bổ sung thêm những cái kiến thức và những cái biển báo giao thông ha, và những cái luật giao thông để giúp cho chị Kali ở trong tương lai mình sẽ không có bị phạt nữa. Nha. Rồi bây giờ mình cùng với đồng đội mình tách nhẹ sang bên phải tí xíu để chào đón đội chơi thứ hai. Là một người rất là thân thương với cô này, nhưng hôm nay là đối đầu với cô này. Xin được trân trọng giới thiệu diễn viên Thanh Duy cùng với người bạn chơi của mình. Trời đất ơi. Nè, thắng vô cái két. Đó, thấy em đó, anh thấy xe. Anh nói đúng bên trong không? Sao vậy? Em cứ lái thoải mái đi, chắc chắn mình rồi nó bắt thắng. Phải bắt thắng thôi. Đúng bây rồi. Giờ đi ra đường mà lạng lách kiểu này sao được. Em thấy còn đánh giọng nữa, mà đánh nguyên dòng số 8. Không đấy có lắm. Nên như vậy. Không được thôi. Không có được, ảnh hưởng tới người khác, người ta cũng lớn tuổi rồi. Cũng lớn tuổi rồi. Lớn tuổi rồi. Hả? Chị. Xin lỗi chị. Hôm nay tự nhiên đâu khoác thêm cái khăn tưởng đâu của bà nào tới. Ít ra gì, người ta cũng là một người phụ nữ, người ta yếu đuối, lỡ mà chạy xe như vậy người ta giật mình rồi người ta hả té xe thì sao? Bị hoài em, đến một cái đoạn đường có một cái gồ thì thay vì tới cái gồ đó người ta giảm từ tốc độ, đúng ta rồi. Đi ta lên ta lấy còn hả chưa. Éo. Rồi chị văng lên luôn. Hiểu ý, là coi như thích chơi cảm giác mạnh. Mà lái xe làm sao là hiểu được tính nết vậy ha, ha. Ok, vậy quay qua em hỏi nè, anh lái làm sao? Đã lắm, lái người đó đã lắm. Thôi đi, bây giờ người ta comment, comment luôn rồi. Vừa qua cái rông xong anh thấy đã, trời, đã quá, quay lại thấy dính nóng. Cái câu sau thì em biết gì. Lái xe kiểu gì vậy? Ở đây ngồi bây giờ lo mấy cấp á, bị giật mình, quên đeo xếp beo. Ủa nhưng mà xong cái đợt đó rồi bị cằn nhằn vậy rồi anh có rút kinh nghiệm không? Hả rồi. Minh Sù nghĩ rằng cái sự an toàn là quan trọng hơn hết. Bởi vì bây giờ mình chở người mà mình yêu thương nè. Thì bởi vậy. Đó, lỡ cô ấy bực mình xong cái giận, đúng không? Tối bữa cơm không ngon. Nãy giờ nói chuyện mình quá quên nói chuyện em gái. Hãy dành không gian cho cô gái cuối cùng của chúng ta. Dạ, giới thiệu. Chào mọi người, em tên là Minh Giang, hiện tại là em 27 tuổi. Em đang kinh doanh tại nhà. Em thấy chương trình như thế nào với cái cảnh trí ở trên sân khấu ngày hôm nay ha? Và đặc biệt là có 3 vòng thi nữa và giải thưởng những cái cục mốc lên tới 50 triệu đồng luôn á. Trời ơi dữ vậy hả? Em thấy rất là đẹp, rất là đang trong người em đang nóng hừng hực luôn á. Em muốn chơi liền để anh biết sao không? Sao? Về em đi thi bằng lái. Về em đi thi bằng lái. Vậy là chưa có bằng lái. Em thi bị rớt một lần sao em nghỉ luôn. Bằng lái nào mà rớt?
Dạ, xe máy. Xe máy mà cũng rớt nữa. Đến với chương trình này, hôm nay là kết đội cùng với anh Thanh Duy nha. Dạ. Sau đó mình ráng mình thắng nhiều nhiều tiền đi. Có tiền về mình mua luôn chiếc xe máy đi thi cái bằng cho nó ngon lành. Hả? Dạ. Ok. Một tràng pháo tay cho hai đội chơi đến với chương trình. Mời hai đội về vị trí à. Đó. Quý vị thân mến, hai đội chơi cũng đã về vị trí của mình. Và bây giờ thì đầu tiên, xin mời hai đội sẽ đặt ra cái tên cho đội của mình. Rồi, đội anh Thanh Duy chứ. Nè, nghe cái tên nè. Lên xe. Về nhà đi ăn. Bên đây cái tên còn độc hơn nữa. Ừ. Giới thiệu thử coi. Tên của đội em là Xuống Xe. Vô nhà đi em. Sao mà khớp dữ vậy? Thì bên đây về nhà đi anh. Bên đây xuống xe vô nhà đi em. Thấy cũng hợp á. À? Thấy cũng hợp đúng không? Được. Rồi. Và cứ mỗi vòng thi thì chúng ta sẽ có những sự hấp dẫn khác nhau về luật an toàn giao thông. Và bây giờ, hai đội chơi thân mến đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Sẵn sàng. Chúng ta đến ngay với vòng đầu tiên sau ít phút quảng cáo nha. Chúng ta đang quay trở lại với chương trình Về Nhà Đi Anh. Và đây là vòng đầu tiên. Chúng tôi sẽ có một cái thử thách nhỏ dành cho hai đội chơi ngày hôm nay ở đây. Thử thách về trí nhớ ạ. Ở đây ai là tự nhận mình là người nhớ giỏi giơ tay ạ? Không biết rồi nha. Nói về trí nhớ, chị là một người kém trí nhớ vô địch. Kém trí nhớ vô địch. Nếu nói như vậy thì chị hình như là cũng không nhớ anh Duy lắm ha. Không, anh Duy thì chị nhớ, với lại chị nhớ tiền. Chị nhớ tiền, chị nhớ tiền. Đó, em thấy chưa? À, nhưng mà những cái khác khó nhớ lắm. Nhưng mà anh Duy là một người có trí nhớ rất là giỏi. Bây giờ là thử thách trí nhớ nha. Luật chơi vòng 1 khởi động. Tại vòng 1 sẽ có hai lượt chơi. Hai đội chơi sẽ cử ra một thành viên để thi đấu đối kháng với đôi bạn. Chương trình sẽ đưa ra 10 biển báo giao thông. Đội chơi có 60 giây để ghi nhớ vị trí và tên của từng biển báo. Ghi nhớ xong, chương trình sẽ thay đổi 5 biển báo bất kỳ trong 10 biển báo ban đầu. Sau đó, đội chơi phải đoán tên 5 biển báo đã được thay đổi. Mỗi câu trả lời đúng tương ứng với một món phụ tùng. Em, nói một tiếng coi em gái. Thôi thôi thôi, khỏi trả lời thi bằng lái chưa đậu mà thi trả lời cái gì. Ờ ha, nhưng biết đâu được. Chính vì vậy cho nên em lên thi trước đi. Em lên thi trước đi. Đã sao cũng được, nhưng mà nói chung á, trí nhớ của em á chắc là còn thua chị Ly nữa. Đừng có hoảng sợ, chương trình rất là đơn giản thôi. Mọi người sẽ được coi 10 biển báo, nó dễ ẹt à nha. Cứ tự tin lên. Okay. Giang thi trước. Ở bên đây đối đầu với Giang là ai à? Chị hả? Chị hả? Nữ với nữ đi. Nữ với nữ nha. Rồi. Xin mời hai chàng trai về vị trí bên này ạ. Và đây là lượt đầu tiên của hai cô gái. Hy vọng rằng là sẽ có nhiều phụ tùng mang về cho đội của mình nha. Xin mời hình ảnh của 10 biển báo giao thông thứ nhất. Ghi nhớ ạ, chúng ta có 60 giây. Biển báo và cái tên tương ứng. Mọi người có thể đọc nhẩm gì đó để ghi nhớ những vị trí luôn nha. Sau đó sẽ là 10 bức hình với 5 vị trí đã được thay đổi. Dễ đúng không Duy? Đâu gì đâu khó. Đúng rồi. Nhưng mà lát nó đổi qua tự nhiên cái hết luôn. Bây giờ coi ai cũng thuộc hết. Cho nên là phải nhớ thật là kỹ nha. Và phải có những cái sự liên tưởng từ bức hình qua cái tên. Rồi, thời gian đã hết. Chết rồi. Chết rồi, bây giờ mình ghi lại được cái gì mình ghi nè. Không biết là em Giang, em cảm thấy 10 biển báo này như thế nào? Em quên hết rồi, em quên hết rồi. Trời ơi là trời. Là em thua, còn đội thì chưa có thắng chắc. Gì sao? À, chị Kali ơi. Ừ? Chị thích nhất cái biển báo nào trong 10 biển báo vừa rồi? Chị không thích biển báo nào hết. Sao vậy? Khó nhớ quá à. Có cái biển báo stop đó là dừng lại, nó quá đơn giản luôn. Cái đó là dễ đó. Ừ. Dễ. Nhờ em nhắc mà chị bởi vì đó. Nó dễ cho nên nó sẽ không bị thay đổi. Chứ bây giờ thay đổi cái dễ, thay đổi làm gì đúng không? Hai người chơi là nữ đã sẵn sàng để đến với thử thách của chương trình. Xin mời 10 biển báo giao thông đã bị thay đổi 5 vị trí. Trời ơi dễ quá à. Mọi người coi thật là kỹ nha. Theo mình xù thấy là có những sự thay đổi rồi đó. Nhấn chuông giành quyền trả lời nha. Mời chị Kali. Số 1 có sự thay đổi. Số 1 có sự thay đổi, biển báo gốc là gì ạ? Hết lệnh cấm vượt. Hết lệnh cấm vượt. Và
câu trả lời là một câu không thể sai được. Chúc mừng. Yeah. Món phụ tùng đầu tiên đã về với đội chị Kali. Lượt thứ hai, xin mời em Giang. Không cần bấm nữa, tới lượt em rồi. À, số 9. Số 9 là dừng lại, stop. Stop dừng lại. Trời đất ơi, hên dễ sợ. Cái biển khó vậy mà chị nhớ được hay thiệt. Bởi mới nói mà không biết sao tự nhiên hồi nãy em nhắm vô cái biển đó em nói. Ừ vậy. Thôi coi như là tặng điểm nha. Để ủng hộ tinh thần thi tiếp nghe. Chính xác, chúc mừng. Biển báo dừng lại. Lượt tiếp tục của chị Kali. À, số 10. Số 10 thay đổi thành cái gì ạ? Biển báo gốc là hết lệnh cấm tất cả. Số 10. Hết lệnh cấm tất cả. Đây là câu trả lời chưa chính xác. Lượt tiếp theo mời Giang. À, số 6. Số 6 có thay đổi đúng. Mà em quên cái tên rồi. Đây là biển báo, nó có 3 từ nhắc vậy thôi. Cấm cái gì? Cấm rẽ phải. Cấm rẽ phải là một đáp án chưa chính xác. Chị Kali tới lượt chị. Ô nào chị tự tin và chắc chắn. Số 6 là có sự thay đổi, nhưng mà cái số 6 nó là cấm cái gì đó. Cấm cái gì? Chị Kali, chị có câu trả lời không? Mất lượt, xin mời Giang. Em nhớ biển báo à, biển số 4. Số 4 cũng có sự thay đổi. Biển báo, biển báo gốc là gì? Em không nhớ tên. Chúng tôi sẽ cho mọi người một gợi ý. Nhưng mọi người phải xem làm sao ba cái ô còn lại thay đổi luôn nha. Có một lần một nữa thôi. Với ba ô còn lại mọi người phải liên tiếp đoán nha, chứ còn không là chúng ta sẽ không coi lại nữa nha. Coi thật là nhanh thôi để gợi ý cho hai cô gái. Xin mời. Hết. Vâng, nhấn chuông. Ai nhấn chuông trước nhiều quyền. Mời chị Kali. Hết lệnh cấm tất cả. Hết lệnh cấm tất cả. Và đây là một đáp án chính xác, chúc mừng. Biển báo hết tất cả các lệnh cấm. Rồi, chính xác. Mời Giang. Dạ, số 6 là cấm gia súc. Cấm xe. Ê. Đấy, nhắc bài Phạm Huy. Mất lượt. Đổi. Cấm xe đạp. Số mấy? Số 6. Số 6 cấm xe đạp là một đáp án không thể sai được, chúc mừng. À, cấm xe đạp. Hên quá, tự nhiên được một bóp bù tùng nữa. Mời em Giang, còn một ô nữa. Số 10. Số 10. Giờ chị Kali gợi ý luôn nè. Chị Kali, số mấy thay đổi? Chị là chị nhớ số 10 thay đổi đó. Số 10 thay đổi. Em, biển báo gốc là gì? 5 4 3 cái gì chính giữa. 1. Hết giờ. Mời chị Kali, lượt của chị. Giao nhau với đường. Ê, ê, phạm lực kìa. Nghe đi, ý nhắc tên luôn rồi. Phạm Huy, đổi lượt. Trả lời em. Mời Giang. Giao nhau với đường ưu tiên. Giao nhau với đường ưu tiên là một đáp án chưa chính xác. Mời chị Kali quay trở lại. Điểm giao không ưu tiên. Điểm giao không ưu tiên. Đây là một đáp án chưa chính xác. Mời Giang, lượt cuối nè. Trời ơi, cố lên coi, có một cái biển báo à. Mà nãy giờ 3-4 lượt rồi, chưa đúng được. Điểm giao ưu tiên cho người đi xe máy. Điểm giao ưu tiên cho người đi xe máy. Bổ sung thêm, đây là một đáp án không chính xác. Mời chị Kali. Biển báo giao nhau với đường không ưu tiên. Biển báo giao nhau với đường không ưu tiên. Đây là một đáp án hoàn toàn chính xác, chúc mừng. Vậy là kết thúc lượt thứ nhất. Thì hiện nay đội lên xe về nhà đi anh đang có một phụ tùng. Đội xuống xe vô nhà đi em của chị Kali đã có 4 phụ tùng, chúc mừng. Chưa phân thắng bại ở đây. Biết đâu được lượt của hai chàng trai sẽ có một cú lội ngược dòng đến từ diễn viên Thanh Duy thì sao. Xin mời hai chàng trai vào vị trí. Bây giờ mình phải nhớ thật là kỹ nha. Đối với các cô gái thì có gợi ý, còn mình thì là phải tự lực cánh sinh. Và bây giờ 1 phút dành cho hai người chơi nam theo dõi 10 biển báo giao thông bắt đầu. Có mấy cái dễ quá trời. Ừ, cái này dễ hơn. Nhưng mà nhiều khi lại nó khó trong cái quá trình mà mình trả lời á. Bình tĩnh là quan trọng nhất nha. 3 2 1 hết thời gian. Các bạn có thể ghi chép lại về trí nhớ của mình. Anh Thanh Duy, anh ấn tượng nhất với cái biển báo nào ở đây ạ? À? Chỗ ngoặt cấm quẹo trái. Ồ, chỗ cấm quẹo quá hả? Anh có bao giờ rơi vào cái trường hợp là người ta không ghi cấm quẹo mà anh quẹo không? Mà những cái biển này anh biết hết. Ừ. Nhưng mà cái tên mà để mà nó đúng theo luật luôn á. Dạ. Thì mình rất là sợ cái đó thôi. Ừ. Chứ thì nếu như mình nói vắn tắt là cấm quẹo trái. Còn túi sao? Dạ em ấn tượng với cái biển báo cầu tạm á anh. Ờ. Tại vì thấy cầu tạm nên chắc là em không dám qua. Tại nguy hiểm đúng không? Dạ đúng rồi. Ngay bây giờ xin được mời
10 biển báo giao thông với sự thay đổi của 5 vị trí. Bắt đầu. Rồi, ai biết nhấn chuông? Mời anh Thanh Duy. Lượt thứ nhất. Số 10. Cấm đậu xe. Biển báo gốc là cấm đậu xe. Đây là một đáp án chính xác, chúc mừng. Rất đơn giản thôi. Ai mà nhấn chuông trước chắc chắn sẽ có lợi thế hơn. Mời Tú. Dạ em biển báo số 1 anh. Số 1. Dạ số 1 đúng là cấm đi ngược chiều. Cấm đi ngược chiều. Em có tự tin không? Dạ, chắc đi ngược chiều rồi phải không? Tự tin bao nhiêu phần trăm? Chắc cỡ 100% á. Trời ơi, tự tin 100%. Còn nấu gì nữa? Trao phụ tùng chính xác. Yeah. Lượt 3, xin mời anh Duy. Biển số 2. Số 2. Biển báo gốc là gì ạ? Cấm chở hàng. Cấm chở hàng. Hàng hóa. Cấm chở hàng hóa. Vâng, đây là một đáp án. Sai. Không chính xác. Chắc có lẽ là chị Kylie ngồi phía dưới là bình tĩnh hơn đúng không? Mình nhớ được nhiều hơn. Rồi, lượt tiếp tục, mời Tú. Dạ, em chọn cái biển báo số 8. Số 8. Số 8 đúng là trạm dừng nghỉ. Trạm dừng nghỉ. Ồ, có sự ủng hộ của đồng đội và đây là một đáp án rất chính xác. Chúc mừng. Mời lượt tiếp theo của anh Duy. Số 2 là gì ta? Số 2 là thay đổi á. Bởi vì chúng ta đang còn ưu tiên cho Tú. Nếu như anh hết thời gian thì mình sẽ nhường lượt cho Tú. 5 4 3 2 1 mất lượt. Mời Tú. Dạ em cũng nhớ là số 2 với số 7 có sự thay đổi. Vâng. Mà giờ em cũng không nhớ cái tên nó là gì luôn. Không nhớ tên luôn. Chị Kali, chị có nhớ không? Chị được quyền biểu diễn bằng hình thể nhưng không nói ra âm thanh. Chị muốn nghĩ số mấy? Số 7. Rồi ok, mời chị đứng lên làm hình thể. À nhớ rồi. Rồi mời em, đáp án là gì? Dạ em nhớ hình như là công trường. Công trường. Số 7, biển báo gốc là công trường. Không chính xác. Mất lượt, mời Thanh Duy. Diễn tả đi em. Thì em diễn tả kìa. Cái gì? Ống dòm hả? À, bầu trời hả? Hình tròn hả? Bầu trời hả? Hình tròn. 5 4 3 2 1 mất lượt. Mời Tú, nhớ mà. Cấm xe có tải trọng lớn. Cấm xe có tải trọng lớn. Chưa chính xác. Anh Duy có câu trả lời nào không ạ? Nếu không thì em sẽ gợi ý. Gợi ý đi, gợi ý tiếp gợi đi. Ok, bây giờ sẽ gợi ý nha. Chúng tôi sẽ gợi ý duy nhất một lần thôi. Sẽ cho phát sóng 3 giây nữa về bức hình đã bị thay đổi. Ok. Mọi người hãy ghi nhớ nha. Bởi vì chúng ta chỉ còn 2 vị trí nữa mà thôi. 3 giây xem hình, bắt đầu. Ok. Hết. Mời lượt anh Thanh Duy. Cấm bóp còi. Cấm bóp còi là một đáp án. Ở vị trí số mấy ạ? Số 7. Số 7. Chính xác, chúc mừng. Tú. Dạ biển số 2 anh. Cấm xe chở hàng hóa. Cấm xe chở hàng hóa. Chưa chính xác. Mời anh Duy. Số mấy ạ? Số 2. Số 2. Tên gốc là gì ạ? Nhớ thì diễn tả. Diễn tả đi để cho có chữ hàng hóa rồi đó. Cấm 3 chữ, 4 chữ. Cấm. Hàng hóa là cuối rồi nè. Bự. Lớn. 10 9 cái gì? 8 cái gì vậy? Tắm, cấm bơi. 5 cấm xe chạy. 4 không có được nói ra tiếng. 2 1 hết giờ, mất lượt. Mời Tú. Cấm xe tải trọng hàng quá. Tải trọng nặng. Cấm xe chở hàng hóa tải trọng nặng. Chưa chính xác. Mời anh Duy. Cấm xe chở hàng hóa thô sơ. Cấm xe chở hàng hóa thô sơ. Chưa chính xác. Tú nhớ là gì nói. Là cấm xe chở hàng quá nguy hiểm. Cấm xe chở đúng. Hàng hóa nguy hiểm. Chính xác, chúc mừng. Kết thúc lại lượt thứ hai. Hiện nay hai chàng trai của chúng ta đã mang về những phụ tùng như sau. Anh Thanh Duy có 2 phụ tùng cho mình. Và bạn Tú có 3 phụ tùng cho mình. Chúc mừng. Và vòng thi đấu thứ nhất, hai đội chơi đã có những số điểm cho mình như sau. Đội lên xe về nhà đi anh đang có 3 điểm tương ứng với 3 món phụ tùng. Đội xuống xe vô nhà đi em hiện nay đang có số điểm là 7 điểm, rất cao, tương thích với 7 món phụ tùng. Vô đồ đi cưng. Đây đây đây, đằng sau quay, gom đồ về, gom đồ về. Ủa, mình muốn cái gì cũng được hả? Lấy cái gì cũng được, 7 món, một bên 7, bên 3.
Giờ nhớ lấy chìa khóa nha chị. Bên đây lấy hai bánh xe với chìa khóa. Nhiên liệu nè, 1, 2, 1, 2, 3, 4 nè, 5 nè, 6 nè, 7 Trời nè. Trời đất ơi, đơn giản. Có thể nhận thấy một điều hiện nay lợi thế đang nghiêng về đội của chị Kali đúng không ạ? Bởi vì đang có 7 món phụ tùng rồi, rất là giỏi luôn. Quý vị thân mến, hiện nay chúng ta vẫn còn rất là nhiều điều hấp dẫn ở vòng số 2. Vượt chướng ngại vật, đừng chuyển kênh nhé, chúng tôi sẽ quay trở lại ngay. Trở lại với chương trình Về Nhà Đi Ăn, và đây là vòng thứ hai của chương trình Vượt Chướng Ngại Vật. Hai đội chơi thân mến, ở vòng này thì chúng ta chỉ có 3 món phụ tùng được trao mà thôi. 2 món trao cho đội chơi chiến thắng và 1 món sẽ trao cho đội chơi chưa chiến thắng, chứ không có gọi đội thua cuộc đến này chơi vui mà, đúng không ạ? Ok, luật chơi của chúng ta rất đơn giản như sau. Chúng tôi sẽ có 2 vị trí cho 2 thành viên. Vị trí đầu tiên là một nhân vật sẽ ngồi vào trong cái ghế này, và người còn lại đứng ở đây phải xoay người ngồi trên ghế 5 vòng. Sau khi 5 vòng xong thì người ngồi trên ghế sẽ bắt đầu loạn choạng lấy cái phi tiêu này của mình. Sau đó chúng ta vượt chướng ngại vật, vượt chướng ngại vật, vượt chướng ngại vật, vượt chướng ngại vật đến vạch quy định của chương trình và phóng phi tiêu vào trong tấm bảng trắng ở phía trước. Nếu như trong vòng 2 phút đội nào làm vỡ được nhiều trái bóng hơn, đội đó là đội chiến thắng. Thế thôi. Rất đơn giản ạ. Rất đơn giản. Cứ tuần tự nha, sau khi cái lượt đầu tiên của cái người ném phi tiêu xong thì chúng ta sẽ quay trở về đây và người còn lại sẽ thay thế và ngồi vào đây. Tuần tự như vậy chúng ta sẽ chơi từng người một. Ok. Hiện nay đội của chị Kali đang có ưu thế hơn cho nên là mời đội mình thi trước nhá. Đội thứ hai có kinh nghiệm ạ. Vâng, mình thật sự là bình tĩnh nha. Thời gian 2 phút. Quay lẻ đi, kể đi. Thời gian 2 phút dành cho đội mình. Bắt đầu. 1 nè. 2 nè. Ôi tôi chết. 3 nè, 4 nè, 5 nè, rồi, lấy phi tiêu, lấy phi tiêu. Rồi, bình tĩnh, bước qua. Rồi, chuẩn bị ném nha. Và Yeah, đổi lượt, em ngồi, em ngồi lên ghế, ngồi lên ghế. Rồi, xoay, 1, 2, 3, 4, 5, chợt, rồi, thằng bé. Thằng bé thằng bé xoay vòng chết thật, chết thật. Trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, đổi lượt, đổi lượt, lẹ lên, lẹ lên. 1, 2, 3 nhắm mắt lại, 4, 5 nhắm mắt lại mới mệt á. Chết thật, chết thật. Ôi ôi chết, ôi chết, ôi chết, ôi ôi chết, ôi chết, ôi 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 chết, ôi chết, ôi 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 chết, ôi chết rồi. Tỉnh rồi, tỉnh rồi. Rồi, yeah. Thôi ơi, cái này vui à. Hết giờ rồi em ơi, hết giờ rồi. Chị ơi, từ từ. 3 Rồi, 5 rồi, lẹ lên. 4, 5 Chưa mới 4 mà. Quang quay. Thôi, về, đổi lượt, đổi lượt. Lẹ lên, lẹ lên. 1 Chúng ta còn 45 giây. 4, 5 trời ơi, em xoay lẹ dữ. Cẩn thận nha. Cẩn thận. Bình tĩnh chị ơi. Bình tĩnh chị ơi, chị ơi. 3 Trời ơi, tiếc quá, lẹ lẹ lẹ. 1, 2 Cái đoạn mà xỉn xỉn lúc này tôi vui lắm nè. 4, 5 Nhanh em ơi, hết giờ em ơi, hết giờ em ơi. Gắn gắn lại ơi, nhắm chính xác không, nhắm chính xác. Trời ơi, rồi cố lên. Hết giờ rồi, hết giờ rồi. 10, quay lại lên, quay lên. Còn lượt, nhanh lên. Còn lượt. 3, 4, 5 rồi. 5 4, lẹ lên, lẹ lên, lẹ lên. 2, ê, 1, hết giờ, hết giờ. Đúng được 1, 3 2, trái nha. 3 trái bành. Chúc mừng. Vâng, và bây giờ chắc chắn chúng ta sẽ chào đón lượt chơi thứ hai đến từ đội Lên Xe Về Nhà Đi Ăn. Anh Thanh Duy cũng đã ngồi sẵn sàng vị trí. Trời đất ơi, rất là nóng rồi, nóng rồi. Muốn chơi rồi. Và bây giờ 2 phút dành cho đội mình, bắt đầu. 1 nè, 2, 3, 5 4 chưa, bốn vòng nữa à. Đi, 5, mà, rồi à. Đúng nè. Lọt nè, lọt nè. Lọt rồi, dê, đổi vị trí. Tôi cười. 1,
2, 3, 4 5. Ở đâu ra? Mới có 3 vòng à. 4, 5, rồi xong tiếp. Anh đừng có đi như vậy, nó lâu lắm, anh quay vòng 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 nè. Mà anh đi anh còn mệt nữa chứ. Hey. Trời ơi, yeah. Em ơi, bóng em ơi, phải làm bể luôn. Bóng em ơi. 4, 5. 5. Rồi cũng phải gắng kiếm được trái chứ anh. Đúng. Không cho vui nhà vui cửa mà nha. Trời. Trời đất ơi. Mình còn 30 giây, cố lên. Không tin luôn á. Rồi. Đủ rồi, đúng rồi đó. Ôi, tôi không tin luôn á. Ôi, 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 em ơi, bình tĩnh. Ôi, em ơi, em ơi, em ơi. Ôi, em ơi, em ơi, em ơi. Cuộc sống mà em ơi. Có gì có ai nè. Có gì có ai nè. Cái gì trời ơi. Trời ơi, rồi. Còn 10 giây, nén lên, lên. Gõ đường trái cuối cùng nè. Được một cái danh dự coi. Đội bạn, đội bạn. 3, bây giờ là coi như là 4, không còn tinh thần nữa. 5, tinh rồi. Tinh thần xa xúc rồi, bây giờ trái này cũng không chấp vô luôn. Chấp luôn, chấp luôn. Thời gian chấp luôn. Gõ đường trái cuối cùng nè. Được một cái danh dự coi. Được một cái danh dự coi. 3. Oh no. Kết thúc lượt thứ hai. Như đã rõ, mọi người đã thấy rồi. Đi qua rinh bánh về con ơi. Ừ, ừ, lấy về, lấy về. Lấy về đừng cho mình xuống nó nhiều quá. Khoan, bây giờ chị ơi, bây giờ em nói nghe. Mình còn về với vị trí bên đây. Mình về bên đây đi. Rồi. Đội của mình được tới 2 cái lận. 2 cái. Mà bây giờ mình còn có 1 cái à. Là mình thắng rồi, hiểu không? Trong tức cái gì? Mà lấy 1 cái mình cũng thắng nữa hả? Mình thắng ở vòng này rồi, hiểu chưa? Đó. Cũng được, cũng thắng được. Là được rồi. Đúng rồi, gì à? Bây giờ giống như là sát muối vô vậy. Ủa sao có 1 cái vậy? Anh bên mình còn nhiều lắm ba lửa. Được lấy mời không? Anh, 1 cái. 1 cái đi. Ủa sao kỳ vậy? Thua được 1 cái, thắng được 2. Đội thua được 1 cái. Lấy cái vô lăng đi cho đội. Thôi dụng. Thôi thôi. Lấy xe máy mà lấy vô lăng, lấy bình xăng để mà còn có xăng chạy. Rồi gì à? Ok. Và kính thưa quý vị, thông qua cái game này chúng ta có một ý nghĩa rất nhân văn. Sau khi mà chúng ta bị chóng mặt, nhức đầu hoặc là say xe, hoặc là bị say rượu khi chúng ta có thể tham gia vào những cuộc vui. Thế nên chúng tôi khuyến cáo không được phép sử dụng những phương tiện giao thông ở trên đường, tránh gây nguy hiểm cho bản thân mình và những người xung quanh. Vâng, và đây chính là mục tiêu. Nhưng mà đội của anh Thanh Duy cũng không lấy được mục tiêu gì cả. Đâu, thích ra anh mới là người lái hay. Hay à? Anh đâu có, anh chính xác ngay chỗ đó thôi. Vâng. Anh tập trung, anh lái rất cao độ. Quý vị thân mến, vòng 2 của chúng ta đã kết thúc. Và hiện nay lợi thế đang nghiêng về đội của chị Kylie. Bởi vì đã có đủ 8 món phụ tùng. Chúc mừng. Yeah. Còn đội của anh Thanh Duy thì anh sẽ phải kết hợp với bạn Giang. 4 món, cũng có chứ. 4 món rồi. Có còn hơn không? Nhưng phải đủ thêm 4 món nữa thì chúng ta mới có thể di chuyển chiếc xe đến với những cục móc tiền thưởng hoàn toàn khác nhau ở vòng số 3. Cho nên mình cố gắng lên nhưng nhá. Nhưng mà vòng số 3 này là có lật ngược tình thế được không? Dạ không, dạ không. Đi nhanh hay đi chậm, nên đi an toàn thì hơn. Và đừng chuyển kênh nhé, chúng tôi sẽ quay trở lại với vòng 3 của chương trình. Xin mời. Quay trở lại với chương trình Về Nhà Đi Ăn. Và đây là vòng thi đấu cuối cùng. Và vòng cuối rồi. Cái tên cũng giống như tên của chương trình là Về Nhà Đi Ăn. Năn nỉ luôn á. Bây giờ phải về nhà thôi. Phải kiếm đủ 4 phụ tùng còn lại để về nhà đi anh Duy ơi. Mà đội của mình là đội phát động phong trào nữa chứ. Lên xe về nhà đi anh. Rốt cuộc đội của người ta là xuống xe vô nhà đi em là thắng rồi. Bây giờ mình nói gì với đội mình 2 thành viên để mà cổ vũ tinh thần được chứ anh Giang? Em thấy là chờ đi em, có gì đâu, bình thường thôi. Đi xe máy về cũng được mà. Ủa, người ta đi xe hơi, người ta vô trước, mình đi xe máy, em vô sau cũng vô nhà. Ok. Nhưng mà lưu ý nha, cột mốc tiền thưởng rất là quan trọng, mà cao nhất có thể là 50 triệu đồng lượng đó. Thôi thì hiện tại đội của anh Thanh Duy đang chưa đủ những món phụ tùng còn lại cho đội của mình. Cho nên là xin mời chị Kali và bạn Tú, chúng ta sẽ ra phòng chờ để đội của anh Thanh Duy và bạn Giang chơi xong thì chúng ta sẽ quay trở lại nhé. Chúc may mắn. Luật chơi vòng 3 Về Nhà Đi Ăn. Tại vòng 3, đội chơi nào thu về đủ 8 món phụ tùng thì có thể bắt đầu trả lời bộ câu hỏi gồm 4 câu trắc nghiệm và 4 câu hỏi đáp để chinh phục 6 cục móc tiền thưởng. Trong trường hợp đội chơi nào không thu đủ 8 phụ tùng xe ở 2 vòng đầu thì phải trả lời đúng số câu hỏi tương đương với số phụ tùng còn thiếu trong gói 8 câu hỏi. Mỗi đáp án đúng, đội chơi sẽ chỉ chinh phục được 1 móc tiền thưởng. Sau khi hoàn thành xong bộ câu hỏi, đội chơi dừng ở móc tiền thưởng nào sẽ nhận được số tiền thưởng tương đương.
Và bây giờ theo như luật của chương trình, mỗi đội chơi sẽ phải có đủ 8 món phụ tùng. Vậy nên 4 câu hỏi đầu tiên, hy vọng rằng đội của anh Thanh Duy và bạn Giang sẽ trả lời đúng hết nha. Chứ mà trả lời sai thì mình sẽ càng mất đi những cục móc tiền thưởng. Chúng ta sẽ có 4 câu hỏi trắc nghiệm và 4 câu hỏi đáp. Trắc nghiệm sẽ có ABCD, 4 câu hỏi đáp sẽ có những câu hỏi thôi. Và chúng ta sẽ tự đưa ra lập luận cá nhân của bản thân mình để trả lời. Ví dụ như mà nó gần gần đúng hoặc là ý nghĩa tương tự thì bọn em vẫn sẽ công nhận đó là một đáp án chính xác. Câu hỏi đầu tiên như sau. Khi điều khiển ô tô xuống dốc cao, dài, người lái xe cần thực hiện các thao tác nào dưới đây để đảm bảo an toàn? Có 3 gợi ý. A. Tăng lên số cao, nhả bàn đạp ga ở mức độ phù hợp, kết hợp với phanh chân để khống chế tốc độ. B. Về số thấp, nhả bàn đạp ga ở mức độ phù hợp, kết hợp với phanh chân để khống chế tốc độ. Và C. Trả về số 0, nhả hết bàn đạp ga để tiết kiệm nhiên liệu, kết hợp với phanh chân để khống chế tốc độ. 30 giây trả lời bắt đầu. B. B. Cả hai đều là B. B. Chắc chắn không ạ? Chắc. Dạ chắc. Chắc. Thì qua lấy phụ tùng gì à? Chúc mừng. Chính xác. Một món thôi ạ. À. Chân ga, lấy chân ga trước đi mới có cái xe em. Đó. Mình phải hoàn thành xong cả 8 phụ tùng nha. Câu hỏi đầu tiên dường như là cho điểm đội của mình. Và bây giờ câu hỏi số 2 rất đơn giản như sau. Khi xếp hàng hóa vượt phía trước và phía sau của xe ô tô chở hàng tham gia giao thông, ban ngày và ban đêm phải có cờ, đèn báo hiệu như thế nào là đúng quy tắc giao thông? Chúng ta sẽ có 3 sự ý. A. Ban ngày phải có cờ báo hiệu màu xanh ban đêm, hoặc khi trời tối phải có đèn báo hiệu. B. Ban ngày phải có cờ báo hiệu màu đỏ ban đêm, hoặc khi trời tối phải có đèn đỏ báo hiệu. Và C. Tất cả các ý trên. 30 giây trả lời bắt đầu. B. Không cần tới 30 giây. Và câu B. Cuối cùng chưa ạ? Cuối cùng rồi. Cuối cùng. Và đây là một đáp án chính xác. Chúc mừng. Lại thêm một món phụ kiện nữa. Vâng. Nếu như hồi nãy mình trả lời đúng hai câu này mà đủ 8 món phụ kiện rồi là mình đã đến với cục móc 3 triệu rồi đó. Đấy đúng không? Cố lên nha. Bên kia thấy vậy nãy là chơi hên thôi. Rồi, để coi. Và bây giờ sẽ là câu hỏi tiếp theo. Người lái xe mô tô xử lý như thế nào khi có xe mô tô phía sau vượt lên? A. Lái xe vào lề đường bên phải, giảm tốc độ để xe phía sau vượt qua. B. Lái xe vào lề đường bên trái và tăng tốc độ để xe phía sau vượt qua. C. Lái xe vào lề đường bên phải và tăng tốc độ để xe phía sau vượt qua. 30 giây bắt đầu. À. Câu A. Chứ lái sang bên trái là coi như qua đường người ta. Không có, là bụng luôn đó. A là một đáp án chính xác. Chúc mừng. Lấy đi em. Và bây giờ câu hỏi cuối cùng, hy vọng rằng lấy được món phụ kiện này nhé. Khi xe mô tô đi ngược chiều đến rất gần, xe ô tô phía sau cùng chiều cố tình vượt lên, người lái xe xử lý như thế nào? A. Giữ nguyên làn đường và tăng tốc độ. B. Giảm tốc độ và lái xe sát vào lề đường bên phải. C. Tiếp tục chạy mà không giảm tốc độ. 30 giây bắt đầu. Dạ B. B là một đáp án rất chính xác. Chúc mừng. Rồi, đây là món phụ tùng cuối cùng. Wow. Nghĩ sao vậy trời? Trời ơi, nãy giờ mà đúng hết 4 câu được 10 triệu rồi đó. Mời hai người chơi nhìn bên phải. Ôi ơi. Đủ 8 phụ tùng, chúng ta sẽ biến thành chiếc xe có thể lái được về nhà. Đây, cột mốc đầu tiên là 1 triệu đồng. Nếu như mình trả lời đúng thì chắc chắn 1 triệu đồng sẽ thuộc về đội của anh nhá. Câu hỏi như sau. Đối với người điều khiển xe ô tô và các loại xe tương tự như xe ô tô, khi vượt đèn vàng sẽ bị xử phạt như thế nào? 30 giây bắt đầu. Là giảm tốc độ thôi chứ không có bị phạt. Câu trả lời cuối cùng chưa? Rồi, không bị phạt. Câu trả lời cuối cùng rồi, và đây là câu trả lời chưa chính xác. Đối với người điều khiển xe ô tô và các loại xe tương tự như xe ô tô, khi vượt đèn vàng thì sẽ bị xử phạt 3 triệu tới 5 triệu đồng theo điểm A khoảng 5 điều 5 nghị định 100. Và câu hỏi số 6 như sau. Biển báo cấm người đi bộ có bao nhiêu màu? Hãy liệt kê. 30 giây trả lời bắt đầu. 3 màu. Liệt kê. Đen, đỏ, trắng. Đây là một đáp án chính xác. Chúc mừng. Vậy là chúng ta đã sở hữu cục móc 1 triệu đồng thật sự. Hãy di chuyển tới cục móc 3 triệu anh nhé. Chúng trời ta vẫn còn 2 câu hỏi nữa. Có còn không? Câu hỏi số 7 như sau. Xe ô tô chở người đến 9 chỗ ngồi,
xe tải, máy kéo có trọng tải dưới 3,5 tấn dành cho người có bằng lái xe hạng mấy? 30 giây bắt đầu. B2. B2 là một đáp án chính xác, chúc mừng. Đôi khi có những cái thông tin mà chúng ta dường như là cũng chưa có chính xác lắm với cái suy nghĩ cá nhân của bản thân mình. Nhờ chương trình này mà chúng ta được cập nhật nhiều hơn, đúng không ạ? Rất là vui khi mà chúng ta đã có được cục móc 3 triệu đồng rồi. Chúc mừng nhà mình. Còn cục móc nữa, ráng lên nha. Đúng câu cuối được 6 triệu luôn. Câu hỏi cuối cùng như sau. Thời gian làm việc của người lái xe ô tô không được quá bao nhiêu tiếng một ngày? 30 giây bắt đầu. Không được quá 12 tiếng ngày. Bạn Giang có đồng thuận không ạ? Dạ. Đồng thuận, không được quá 12 tiếng một ngày. Thế nhưng làm việc văn phòng chỉ có 8 tiếng một ngày mà thôi. Lái xe không được quá 12 tiếng một ngày. Đáp án chưa chính xác. Đáp án chính xác ở đây là không được quá 10 tiếng một ngày. Trời. Và không được lái xe liên tục 4 tiếng đồng hồ. Đó chính là luật của Bộ Luật An toàn Giao thông. Thế nhưng rằng là chúng ta cũng nên ghi nhớ cái luật này để bảo vệ sức khỏe của mình trước. Tại vì em nghĩ là phải có sức khỏe thì mới làm được tất cả mọi thứ. Mà đặc biệt là lái xe mà không có cái tinh thần minh mẫn tỉnh táo thì đôi khi nó cũng sẽ dễ xảy ra tai nạn giao thông. Gói câu hỏi của đội Thanh Duy và bạn Giang cũng đã khép lại ở đây. Và cột mốc hiện tại mọi người đang có về cho riêng mình là 3 triệu đồng. Xin được chúc mừng. Hãy chờ đợi xem sẽ quay trở lại của đội Xuống Xe Vô Nhà Đi Em nha. Xin mời. Quý vị thân mến, hiện nay đội của chị Kali và bạn Tú đã quay trở lại rồi. Cái xe đang chờ đợi chị. À kìa, Đội của anh Thanh Duy đã hơi thiệt thòi hơn so với đội của mình, là phải trả lời 4 câu mới có đầy đủ 8 món phụ kiện. Ủa, 8 có, món có đầy đủ luôn rồi hả? Dạ, đầy đủ rồi thì xe này nó mới chạy. Và đội chị hiện nay đang có 8 món phụ tùng rồi cho nên nó chạy luôn. Đúng câu nào là tới cột mốc câu đó luôn. Ê, giá trị tiền thưởng có thể lên tới 50 triệu đồng lận. Chị cố gắng lên nha. Ok. Hai thành viên trong đội sẵn sàng chưa? Dạ, cố sẵn sàng. Cố lên. Yeah, ok. Câu hỏi đầu tiên dành cho hai chị em như sau. Khi điều khiển ô tô xuống dốc cao, dài, người lái xe cần thực hiện các thao tác nào dưới đây để đảm bảo an toàn? A. Tăng lên số cao, nhả bàn đạp ga ở mức độ phù hợp, kết hợp với phanh chân để khống chế tốc độ. B. Về số thấp, nhả bàn đạp ga ở mức độ phù hợp, kết hợp với phanh chân để khống chế tốc độ. C. Về số 0, nhả hết bàn đạp ga để tiết kiệm nhiên liệu, kết hợp với phanh chân để khống chế tốc độ. 30 giây trả lời bắt đầu. Mình sẽ chọn B. Đáp án B là đáp án chính xác, chúc mừng. Yeah. Hiện nay cục mốc 1 triệu đồng đã thuộc về đội của chị Kali và bạn Tú. Yeah. Câu hỏi số 2 như sau. Khi xếp hàng hóa vượt phía trước và phía sau của xe ô tô chở hàng tham gia giao thông, ban ngày và ban đêm phải có cờ và đèn báo hiệu như thế nào là đúng quy tắc giao thông? A. Ban ngày phải có cờ báo hiệu màu xanh, ban đêm hoặc khi trời tối phải có đèn sáng báo hiệu. B. Ban ngày phải có cờ báo hiệu màu đỏ, ban đêm hoặc khi trời tối phải có đèn đỏ báo hiệu. Và C. Tất cả các ý trên. 30 giây trả lời bắt đầu. A. Ban đây ngày là một đáp án chưa chính xác. Rất tiếc. Cờ màu đỏ và đèn màu đỏ thì mới tạo ra sự nổi bật để người ta có thể nhìn thấy rõ hơn được chị ạ. Cho nên đáp án chính xác phải là B. Ban ngày phải có cờ báo hiệu màu đỏ, ban đêm hoặc khi trời tối phải có đèn đỏ báo hiệu mới chính xác nha chị nha. Câu hỏi số 3 như sau. Cột mốc 3 triệu đang chờ mình. Người lái xe mô tô xử lý thế nào khi cho xe mô tô phía sau vượt lên? A. Lái xe vào lề đường bên phải, giảm tốc độ xe phía sau vượt qua. B. Lái xe vào lề đường bên trái và tăng tốc độ để xe phía sau vượt qua. C. Lái xe vào lề đường bên phải và tăng tốc độ để xe phía sau vượt qua. 30 giây bắt đầu. Đáp án A. Đồng thuận không ạ? Đáp án A. Đáp án A là một đáp án chính xác. Chúc mừng. Yeah. 3 triệu đồng đã thuộc về mình. Cố lên nha. Câu hỏi số 4 như sau. Khi xe mô tô đi ngược chiều đến rất gần, xe ô tô phía sau cùng chiều cố tình vượt, người lái xe xử lý như thế nào? A. Giữ nguyên làn đường và tăng tốc độ. B. Giảm tốc độ và lái xe sát vào lề đường bên phải. C. Tiếp tục chạy mà không giảm tốc độ. 30 giây bắt đầu. Câu trả lời là câu B. Câu B. Cột mốc 6 triệu. Di chuyển lên hay giữ nguyên vị trí chiếc xe ô tô của đội mình? Câu B là câu trả lời chính xác. Chúc mừng.
Câu hỏi số 5 như sau. Đối với người điều khiển xe ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô, khi vượt đèn vàng thì sẽ bị xử phạt như thế nào? Trước tới giờ là vượt đèn vàng thì chưa có xử phạt, chưa bị xử phạt, cho nên là sẽ không bị xử phạt. Nếu mà mình dừng, mình vượt đèn đỏ thì mình mới bị xử phạt. Đáp án của mình là sẽ không bị xử phạt đúng không ạ? Và đây là câu trả lời cũng giống như anh Thanh Duy trả lời vậy. Và đội của anh Thanh Duy đã không ghi được điểm trong câu hỏi này. Và xin được bổ sung thêm kiến thức an toàn giao thông cho nhà mình. Đối với những người điều khiển xe ô tô và các loại xe tương tự như xe ô tô, khi vượt đèn vàng sẽ bị xử phạt 3-5 triệu đồng theo điểm A khoảng 5 điều 5 nghị định 100. Từ trước giờ chưa bao giờ bị phạt như vậy, cho nên là chị không có biết mức phạt của nó thôi. Giờ biết rồi. Bây giờ biết rồi. Là coi như là 6 triệu tới 10 triệu bị phạt 4 triệu đó. Là trong cái khung đó. 10 triệu đang chờ mình. Câu này rất là dễ luôn. Biển báo cấm người đi bộ có bao nhiêu màu? Liệt kê. Có 2 màu. Đỏ, đen. Đen. 2 màu đỏ và đen. Rất tiếc. Có tới 3 màu liền. Và trong đó có màu trắng nữa mà mình đã kể. Mình tính ở bên trong mà chị, mình tính ở bên trong là cái biển báo đó nó có bao nhiêu màu, là đỏ, đen, trắng luôn. Rất là tiếc, cục móc 6 triệu vẫn dừng ở đây. Mình còn 2 cục móc, 2 câu nữa nhá. Câu hỏi số 7 như sau. Xe ô tô chở người đến 9 chỗ ngồi, xe tải, máy kéo có trọng tải dưới 3,5 tấn dành cho người có bằng lái xe hạng mấy? 30 giây bắt đầu. B1. B1 là một đáp án. Chưa chính xác, rất tiếc. Chị ơi, phải là B2 mới đúng nha. Rồi, không sao cả. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi cuối cùng. Câu này thì cũng khá là dễ. Nếu như mình đoán thì chắc có thể là cũng có cơ hội đúng nha. Cũng có cơ hội đúng nha. Câu hỏi như sau. Thời gian làm việc của người lái xe ô tô không được quá bao nhiêu tiếng một ngày? 30 giây bắt đầu. Nói chung là thời gian làm việc không được quá 12 tiếng một ngày. Tú có đồng tình không? Dạ em cũng nghĩ vậy, tại vì một ngày có 24 giờ thì mình cứ trừ ra phân nửa thời gian cho mình nghỉ ngơi đi. Ok. Không. Đáp án. Dạ. Không, mình trừ tiếp đi. 16 tiếng. Không được quá 16 tiếng một ngày. Dạ vâng, nếu như một ngày lái xe 16 tiếng hơi căng chị nha. Và đây là đáp án chưa chính xác, bởi vì những người tham gia làm việc lái xe ô tô không được chạy quá 10 tiếng một ngày và không được lái liên tục 4 tiếng đồng hồ. 10 tiếng là trong đó có nghỉ ngơi. Chưa luôn. Tính nghỉ ngơi là mình đã phải nghỉ. Sau khi lái khoảng chừng 4 tiếng đồng hồ là mình nghỉ, không được làm việc quá 10 tiếng một ngày với những người sử dụng ô tô để có thể làm công việc của mình. Ok? Khó quá. Thật sự ra thì có những kiến thức rất là dễ nhưng đôi khi nó không thuộc cái lĩnh vực của mình mà mình sẽ không có biết được. Nhưng ngày hôm nay cũng đã bổ sung thêm rất là nhiều những cái thông tin về an toàn giao thông và bộ luật của an toàn giao thông. Và cột mốc hiện tại nhà mình đang có là 6 triệu đồng. Chúc mừng. Xin được mời đội của Thanh Nhi quay trở lại ạ. Và đây là thành quả của hai đội chơi. Dạ, yeah, em có cái biển 6 triệu. Dạ, yeah, mình nhận giùm em cái biển ở dưới. Dạ, 3 biết. Triệu. Thật sự là nhận là biết rồi. Ok. Còn bên đây được 6 triệu đồng, chúc mừng. Không biết là cảm xúc của anh Duy khi đến với chương trình và nhận được 3 triệu cùng với bạn Giang như thế nào ạ? Thực sự thì giống như Minh Xù nói, tham gia chương trình này rất là ý nghĩa, rất là hay. Bởi vì luật thì Duy cũng biết nhiều nhưng mà mình chưa có cập nhật mới. Thì thông qua chương trình này mình phải lưu ý là những cái này để mình còn lái xe để không gây tai nạn ngoài đường. Giang sao? Là em thấy học hỏi được nhiều hơn và em có thêm động lực để đi thi bằng lái. Chúc em là coi như là mình thi xong mình thắng luôn. Mình sẽ đậu được luôn chứ không phải thi đi thi lại như lần trước nữa. Dạ. Mà riêng em thì chúc em đậu xe máy xong luôn xe hơi luôn nha. Em đậu là em quay lại em chơi tiếp lần nữa. Đúng rồi, cảm ơn em. Còn bên đây thì sao ạ? Nhà mình Tú. Dạ em thì cũng có dự định là mình sẽ đi học á anh. Cho nên là tham gia cái cuộc thi này thì mình có nhiều cái kiến thức hơn. Thì em nghĩ là chắc là em thi sẽ tốt hơn. Bổ sung thêm em ơi, cái này ít lắm. Còn rất là nhiều thứ nữa. Chị rất là tiếc cái câu mà có mấy màu đó. Đoán là đúng rồi mà còn trả lời sai. Còn cái kia tự nhiên 12 xong rồi nó trừ thi, trừ đi, tưởng đâu còn 10, ai về đâu, 16 luôn. Mình trừ tiếp đi mà mình cộng lên đi mà. 24 lần. Rồi, em ơi, rồi. Tính ra là đội anh không có thua đội đó đâu mà tại vì kiến thức của anh nó rơi không đúng thời điểm. Đúng. Đây nhá, đội của anh Thanh Duy nếu như mà được 8 cái móc phụ tùng này là trả lời đúng được 6 câu liên tiếp luôn. 6 câu liên tiếp đó. Là cột móc hơi bị nhiều luôn á.
rất là tiếc đúng không ạ? Thôi thì hy vọng rằng là những người chơi ngày hôm nay sẽ cảm thấy vô cùng thoải mái với chương trình. Còn ngày hôm nay, chương trình của chúng ta do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với công ty truyền thông Bi thực hiện sẽ được khép lại tại đây. Minh Sùi xin chào và hẹn gặp lại vào tuần sau.